Dạ em chào cô chú anh chị nha. Em xin lên video về mặt hàng Thái Lan, xà phòng sữa tắm và một số đồ dùng Thái Lan cô chú anh chị ơi. Thì em có xà phòng sữa tắm với lại em có cái gì ta? À bột giặt cô chú anh chị, bột giặt hương chanh hương hoa. Đây. Dạ xin lỗi. Cái này là nó là hàng thương hiệu cái gì bao đây cô chú anh chị, nghe nặng lắm, nó diệt khuẩn nè. Cái này nó nặng 5 kg cô chú anh chị ơi, nặng 5 kg. Đây cái này là em khui ra nó từ trong thùng đó cô chú anh chị, là nó đã rất là thơm rồi. Hàng này của Thái Lan chuẩn 100% nha. Nhưng mà cái dòng này là ngoài ra mặt hàng Thái Lan á thì đơn hàng 500 là em bao ship, nhưng mà cái bịch xà phòng này là giá chỉ có 200.000 thôi, em không bao ship cô chú anh chị. Nặng 5 kg, giá 200.000 nghe cô chú anh chị ơi, thơm lắm, nó thơm hương chanh nha. Rồi cô chú anh chị em lên tiếp nè. Nặng 5 kg mà 200. Em không có bao ship được cô chú anh chị ơi. Rồi cái này là xà phòng, cái này xin lỗi, cái này là cục tẩy cầu nè cô chú anh chị. Cái này nhà em bán rất là chạy luôn. Cái này nó có thể xả lên đến hơn 2.000 lần lần cô chú anh chị. Ai mà ngồi mà cái cầu mà như thế này ha, thì xài rất là ok. Là hơn 3 tháng mấy mới hết cục này, xả hơn 2.000 lần cô chú anh chị ơi. Một cục là 45.000 cục dùm em. Dạ một cục là 45.000. Hàng là hàng là làm sạch, làm diệt khuẩn được nè. Và nó khử mùi luôn cô chú anh chị. Nó khử mùi trong toilet của mình luôn nha. Cái này là giá 45.000, hàng chuẩn này cô chú anh chị nha. Hàng chuẩn nên là nó sẽ có một cái logo. Cô chú anh chị nào chốt thì cứ gọi cho em nha, 45.000 một cục. Đây, hàng là hàng chuẩn nha cô chú anh chị ơi. Nặng 180g. Nặng 180g, xả hơn 2.000 lần là mấy tháng mới hết lận đó. Rồi ở đây là em có một chai Head and Shoulder. Head and Shoulder này dung tích là 720ml. 720ml giá là 200.000 chai. 720ml giá là 200.000 chai cô chú anh chị. Hay là hàng được Thái nhập, nhưng mà em cho cô chú anh chị mình có thể kiểm tra hàng, hoặc là có sẽ có những cái mã cái đồ để mình check hàng nè cô chú anh chị. Cái này là nó sẽ check lên là xuất xứ Nhật Bản nha. Đây nó báo là tra cứu thành công nè cô chú anh chị. Nó báo là tra cứu thành công, xuất xứ thì Nhật Bản giùm em. Xuất xứ thì Nhật Bản giùm em nha. Tờ ly này mát lạnh da đầu sạch gào. À, ai bị nấm đầu, nấm da, nấm tóc rồi đó cô chú anh chị. Đó, xem mình xài là ok. Cái này chai xài lâu lắm. Nhà em là xài 3-4 tháng là 3, ý gì, 2 tháng 3-4 người là 3-4 người luôn. Tắm sáng, tắm chiều luôn đó cô chú anh chị. Cũng nói gì chứ nó xài rất là ok nha. Bọt cái này rất là nhiều luôn. Mà cũng mát lạnh, nó không có bị lạnh mà bị rát da như clear của những cái dòng mà mình xài thông dụng ha. Nhưng mà cái này nó rất là mát cô chú anh chị nha. Giá là 200.000, hàng này là hàng xuất xứ Nhật Bản Head and Shoulder. Giá 200.000 chai to. À cô chú anh chị ơi, mình mua đơn hàng á mà mấy chai xà phòng sữa tắm mặt hàng Thái Lan thì bên em sẽ bao ship. Và nếu mà cô chú anh chị được đơn hàng 500.000 sẽ tặng được một lốc xà phòng này. Nhưng mà nếu mà cô chú anh chị lấy hàng tặng á thì em không có bao ship, còn cô chú anh chị muốn được bao ship thì em không có tặng nha. Một lốc này thì chỉ giá là 100.000, bên em đang sale 60.000 một lốc, cô chú anh chị có thể mua cũng được ha. Có thể mua cũng được luôn. Xà phòng rồi test diệt khuẩn để mình khử tay khử trùng rồi đó. Khử tay khử vệ sinh rồi đó cô chú anh chị, nó khử khuẩn rất là hay. 99,9% lận. Rồi, ai chốt Head and Shoulder lên giùm em một chai 200. Dạ một chai 200 giùm em. Nam nữ đều dùng được. Còn xà phòng cốt này là nam dùng nè. Dạ xà phòng cốt này là nam dùng, em bán cho khách lần là mấy chai không đó cô chú anh chị. Cốt này là con chai 120. Mô vật ạ. Chốt này, cốt này là con chai 120 nha. Dạ cốt là con chai 120. Hàng này là xuất xứ Hoa Kỳ, là xuất xứ của Mỹ đó cô chú anh chị. Hàng là xuất xứ Hoa Kỳ, là hàng của Mỹ được Thái nhập giùm em. Là 2 trong 1, mình gọi đầu được nè. Mình làm mình gọi đầu ok. Rồi mình là làm sữa tắm cũng được luôn. 532ml. Giá giùm em 120.000, 120.000 một chai cô chú anh chị. 120.000 một chai. Còn cái này là xà phòng cốt nè, xà phòng cốt này là xà phòng cục nha. Xà phòng cục một cục 35.000. Cái này ai bị mụn da, bị viêm da, bị cái gì ta? Người ta nói cái gì bị mụn trên lưng nè cô chú anh chị.
xài cũng hết luôn. Mình rửa tay, mình để trên cái lavabo của mình hàng ngày đó, mình rửa tay nó cũng rất là thơm nha cô chú anh chị ơi, nó thơm cũng khá lâu. Rồi cô chú anh chị nha, cái này thì là nó một cục là 35.000, một lốc như thế này nó có 8 cục là giá giùm em rất là rẻ luôn. Một cục 35, à 3 cục thì 100, 4 cục 120 và 5 cục giùm em luôn là 150. À 8 cục như thế này chỉ có 240.000 thôi. Mình mua số lượng thì nó sẽ ngợi hơn ha. Xài phòng có xuất xứ Hoa Kỳ, là xuất xứ của Mỹ luôn cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào chốt không quá à, thì chốt thì gọi cho em rồi gất luôn. Chốt thì gọi cho em số line em có để trên tiêu đề ha, 0703948359. Còn cái này là sữa tắm nè, sữa tắm này là mùi nó hơi ngọt, cái mùi mà phấn em bé nó còn ngọt hơn cái mùi đó nữa cô chú anh chị. Nhưng mà cái này là chuyên cho nữ nha, cái này là mùi này chuyên cho nữ, sữa tắm chuyên cho nữ, một chai là 300ml như thế này. Một chai 300ml như thế này giá giùm em luôn là 90.000, còn một chai chai 600ml là 170.000 cô chú anh chị ơi. Cái này mình có thể mình mua cái chai này thì nó rẻ hơn. Vì nó sẽ tiết kiệm hơn được 10.000. Hay là hàng xuất xứ của Đức nha, xuất xứ của Đức. Gạch money cô chú anh chị, nói chung là nó sẽ có, bây giờ người ta mình mà là người tiêu dùng rất là tinh vi và thông minh, nó sẽ có cái mã vạch ở trên đây nè. Rồi mình có thể chết nó lên để nó sẽ lên được. Nó sẽ hiển thị ha cô chú anh chị. 170 thơm lâu lắm, lưu hương 3-4 tiếng luôn. Hàng của Đức nha, hàng của Đức giùm em. 170.000, còn này 90, 300ml thì 90 cô chú anh chị. Đơn hàng 500 tặng cho lót xà phòng, tặng 500 thì không có bao ship cho đơn hàng 500 ha. Rồi đây cô chú anh chị ơi. À, một cái chai sữa tắm bự chà bá luôn, cũng 170.000. Hương thơm nè cô chú anh chị, lưu hương nè ha. Thì rất là lâu thời gian, có thể lên đến mấy tiếng đồng hồ luôn cô chú anh chị, mấy tiếng đồng hồ luôn. Sữa tắm cô gái và sữa tắm con dê này nè là nó nổi tiếng ở Thái Lan truyền thống hồi xưa tới giờ luôn cô chú anh chị. Và sữa tắm cô gái thì cái sự hương thơm nó sẽ có hương hoa hồng nhiều hơn, nó cũng lưu hương nhiều hơn. Của cô gái thì 1 lít 2, giá 170, còn sữa tắm con dê cô chú anh chị là 1 lít 1.150ml, cũng gần xem xét lít 2 đi. Thì nó cũng 170.000. Của con dê cũng thơm nhưng mà nó chuyên về mùi sữa hơn. Chuyên về mùi sữa hơn cô chú anh chị ha. 170.000 giùm em. Còn cái này là chai, này là chai sữa tắm vàng 24K. Sữa tắm này là sữa tắm vàng 24K cô chú anh chị ơi. Cũng rất là nổi tiếng của Thái Lan luôn. Nó sẽ là đứng lên trong một những cái mặt hàng của Thái về những cái dòng sản phẩm đó cô chú anh chị, về mỹ phẩm. Cái này là sữa tắm này nè, nó có collagen cấp ẩm nha. Nó sẽ có chống nắng SPF 50+ luôn. Một chai là 250.000. Nhà em bán này rất là chạy luôn á cô chú anh chị. Một lần đi là 2-3 chai luôn á. Rồi ai chốt lên giùm em là 850ml giá 250.000. Phía sau nó có tem này 100% Thái Lan luôn, là thương hiệu số 1 luôn cô chú anh chị nha. Đây nó có mã vạch nè, mình chết là nó lên tiền à, nó lên à, sản xuất rồi cô chú anh chị ơi, nó lên xuất xứ nha. Rồi giá giùm em luôn cô chú anh chị 250.000, dung tích là 850ml, giá 250.000 cô chú anh chị. Tinh chất vàng 24K. Dạ tinh chất vàng 24K giùm em. Cái này êm mà, thơm lắm. Rồi ai chốt vàng, dây sữa tắm vàng lên giùm em, sữa tắm vàng luôn cô chú anh chị ơi. Còn cái này là sữa tắm, này là chuyên cho nam nè. Mùi hương này nó giống như Romano. Cái này giống như Romano vậy đó, nó khá là thơm. Một chai này thì nó 170.000, dung tích là 1 lít. Dạ dung tích là 1 lít nha, 170.000 một chai. Hàng này là hàng HC 3 trong 1, tắm gội được, rửa mặt rửa tay rồi được, tắm gội ok. Nó là vừa là sữa tắm vừa là dầu gội luôn cô chú anh chị, xài chắc mấy tháng luôn mới hết quá cô chú anh chị. Nói thiệt luôn á, xài mấy tháng mới hết lận. Có 170.000 xài rất là tiết kiệm. Ví dụ như mình mua ngoài chai, một chai nó hết 10.000 đi, thì mình xài một ngày hết 2.000 rồi cô chú anh chị ơi. Còn cái này xài rất là lâu. Có khi khách em báo là xài ở 3 tháng, 4 tháng mới hết.
mới quay lại nhà em luôn. 170 nha. Dạ 170.000. 170.000 của chú anh chị ơi. Còn cái này là Pantene nè, Pantene này là dầu gội của nữ nè, mềm tóc nè, chống gãy rụng đồ đó của chú anh chị. Cái hàng này là hàng có size là cái chai lớn nhất luôn của chú anh chị. Hàng này là hàng chuyên của Thái ha. Mùi hương thơm ngọt, cái này có nó giống như cái mùi kẹo nho vậy đó. Cái chai Pantene này mà giống mùi kẹo nho vậy đó của chú anh chị. Chai này 220.000. 220.000 bên em bán xà bông tặng cho một lốc xà phòng rửa tay này của chú anh chị. Là chỉ giá đơn hàng 500 mới được tặng và đơn hàng 500 không bao ship nếu khi tặng ha. Còn nếu mà không lấy tặng thì bên em sẽ bao ship cho. Rồi cái chai Pantene này 630 ml nhưng mà rất là lớn. Dạ. Rồi em lên tiếp nè cô chú anh chị ơi. Một cái combo, combo này là hàng Laura Barry này nè, nổi tiếng lắm nè. Hàng này rất là nổi tiếng nha. Cái hàng này là nó là kiểu như công nghệ của gì ta? Indonesia vậy đó. Nhưng mà cái này được Thái nhập giùm em. Cái này thì một chai gọi là 150.000 chai xả. Chai xả này là 120.000 combo xả gọi mềm tóc phục hồi và phục hồi tóc này của chú anh chị và chống gãy rụng luôn, nó làm sẽ làm nó làm cái kiểu như là phục hồi từ sâu bên trong luôn á. Một chai này, một combo này thì chỉ có 270.000 thôi. Cái chai gọi thì 450 ml, chai xả là 270 ml. Đó, ai chốt lên giùm em combo là 270.000 combo phục hồi ha, xả đồ rất là ok. Còn ai chốt vô lên giùm em combo phục hồi. Rồi cái này là cô chính chị, nhà em đang bán xà phòng, xà phòng cục là xà phòng sáp ong. Xà phòng sáp ong này thơm lắm luôn á, thiệt. Thơm lắm, nhà em cũng đang xài luôn cô chính chị. Kiểu như nếu mà mình tắm xong á cô chính chị mà mình kiểu cảm giác nó rất là thoải mái, kiểu như cái da của mình nó được thông thoáng và nó rất là ok. Cái này á, nếu nó làm theo thủ công hồi xưa thôi nên là bao bì của chính chị vẫn giữ nguyên giống như ngày trước luôn. Nếu mà ai mà những cái khi mà chưa cách mạng là mình là chưa giải phóng đó, là mình biết những cái dòng này nè, nó thơm lắm thiệt. Cái này là thường mấy cô hồi xưa là biết luôn, nổi tiếng luôn á, thường người ta bỏ trong cái thúng người ta đi bán á. Cây này em bán có 100.000 thôi. Mình nếu mà mình không sử dụng, mình bỏ trong tủ quần áo mình để thế này là cô chú anh chị, mình thay sáp, mình thay cái cục lông não rất là thơm. Lông não có nhiều khi mùi hương người ta không thích, nhưng mà cái cục xà phòng này nè, mình tắm được, mình rửa tay được, mình có thể bỏ vô cái tủ quần áo vẫn được. Một cây sáp ong lên giùm em 100.000. Xà phòng sáp ong giùm em 100.000 cô chú anh chị ơi. Xà phòng sáp ong một cây 100 ha. Hàng cực kỳ thơm, một cây 100 cực kỳ thơm luôn cô chú anh chị. Cực kỳ tham luôn nha. Rồi em lên cho nè. À, bán luôn kem đánh răng nha. Kem đánh răng này nè cô chú anh chị ơi, nó có tinh chất muối, nó màu trắng thôi. Nó sẽ có những cái lợn cợn bên trong là những cái tinh chất muối cô chú anh chị. Kiểu như bình thường của mình là muối xong nó sẽ có kết tinh thì nó giống như là những cái gì đó được sau nó được lắng lại á, nó sẽ thành những cái tinh chất muối này để cho mình đánh răng, nó rất là lợi. Nó sẽ lợi cho nú, lợi cho răng. Một chai là 50.000. Dạ, một chai là 50. Một chai là 140 gram nha. Cái này xài êm, xài êm lắm cô chú anh chị. Rồi đây là lên giùm em thương hiệu này, nó là cái chất, cái này thì nó là một cái chất của thảo dược, rất là nhiều thảo dược. Cái tinh chất mình đánh nó hình nó màu đen nha, nó đen thui luôn em nói thiệt. Nhưng mà nó là mình sẽ cảm nhận được là nó là có thảo dược, nó hơi chát chát nhẹ. Nhưng mà những cái dòng này á mình đánh thường xuyên cô chú anh chị thì mình sẽ ít bị nhiệt miệng. Thường mình nắm cho người hay bị nhiệt miệng lắm, này không có luôn á. Và nó sẽ bị ai uống trà uống cà phê bị vàng răng, cái này nó cũng sẽ giảm luôn. 150 gram, giá là 70.000, xài cũng rất là lâu. 70.000 chai giùm em. Còn cái này là con gáp nè, con gáp này nó tinh chất màu trắng, nó có một cái kiểu như cái kem của nó thì có trắng có xanh cô chú anh chị ơi. Nhưng mà cũng có hơi mặn mặn nha, đánh hơi mặn mặn cũng êm, cũng cay. 150g chai, chai này 65.000 chai, 65.000 một chai. Dạ hàng Thái chính tông, có mã vạch đàng hoàng. Hàng Thái chính tông luôn cô chú anh chị ơi. 65.000 một chai, em lên cho cô chú anh chị dầu nóng nè. Dầu nóng, dầu gió, dầu con ó đây. Dầu nóng, dầu gió, dầu con ó, chai này 24 ml.
Chai này 24 ml cô chú anh chị ơi. Là một chai này nó có hương hiệu, có cái nắp ở đây đây. Nó có báo là cái tem USA là hàng của Mỹ nha, hàng của Mỹ cô chú anh chị ơi. Hàng của Mỹ luôn, nhưng mà nó được xuất xứ Singapore nên là ăn chai 160.000. Đó là được nguyên liệu là Singapore, cái mùi của mùi này là dòng Mỹ, nó có hai nắp. Chai này nó có hai nắp, nó hơi nồng nồng một xíu, nó hơi cay cay, còn cái này là của Singapore nè. Đây cái này là của Singapore sản xuất mô Phật ạ. Cái này của Singapore sản xuất nhưng mà nó cái vị nó hơi nhẹ nhàng hơn xíu. Cái này cũng là chai lớn luôn, cái này có 150 thôi. Lên ai chốt dầu nóng lên giùm em dầu nóng nha. Dầu này dầu nước xanh. Còn dầu nước vàng nè, dầu nước vàng là dầu này. Dầu nước vàng là cái này 7cc là loại chai lớn luôn, chữ là chữ đen. Dầu này là dầu xịn nha cô chú anh chị, dầu xịn một chai 50. Chữ Việt Nam không thôi nó qua Lào hả? Cách. Rồi cái này lên giùm em luôn cô chú anh chị ơi, một chai 50 nha. Dạ một chai 50. Dầu nước vàng, còn cái này là dầu cù là, nhưng mà cái này là dầu cù là nó có mang tên là dầu khỏe cô chú anh chị, không biết tiếng Thái là nó tên gì thôi. Chứ đường cái biết sao không, tại vì mình sức thì mình khỏe rất là ok, rất là mệt mỏi mà nó có tinh chất là một cái thảo dược cô chú anh chị. Nó sẽ có hương thơm thảo dược nên mình chị vừa sức thoải mái mà cái hương thơm nó có thể relax, nó có thể thư giãn cô chú anh chị. Một cái này có thể là 50g. Rồi cái này là 50g trong cái chai lớn này là nó chỉ có 90.000 thôi. Bình thường mình mua một chai hũ nhỏ nhỏ mà dầu khỏe của Thái Lan thôi á là 10g là nó ba mấy ngàn chai rồi. Em nói thiệt, tại vì ở xóm em có người mua, em cũng có biết cô chú anh chị ơi, người bây giờ người ta mới biết người mua của em. Còn cái này là dầu báo, là dầu báo là 60.000 chai. Dầu báo 60.000 chai lên giùm em là 40g thôi. Cái này dầu nóng nha, nó nóng như cao gấu rồi đó cô chú anh chị, như cao báo xin lỗi. Dầu nóng như cao báo, còn cái này nhìn là cao gấu nè. Dầu cù là này nó cứng lắm. Còn cái dầu cù là khỏe, nó mềm mềm tại vì nó có tinh chất cỏ cây. Cái này nó hơi cứng cứng nha. Cái này là con gấu là một là 50.000 chai, còn cái này là 60.000 chai cô chú anh chị ơi. Đó. Nãy giờ là em có giới thiệu tất cả mặt hàng về đồ Thái cô chú anh chị đó. Ai chốt cái gì thì cứ gọi cho em. Cái này chương trình này chuyên mỹ phẩm Thái thôi cô chú anh chị ơi. Đó, xài là ok la nha. Nhà em nói chung là cũng có trang bị cho bên này cho cô chú anh chị mình lựa chọn nè. Cô chú anh chị cứ chốt và kèm số lượng đi, em sẽ gửi hàng cho cô chú anh chị ha. À, số điện thoại của em là 0703948359 cô chú anh chị, và cũng là Zalo của em luôn. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em nha.